Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin an toàn giao thông của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với hoạt động vận tải hành khách bằng đường thủy nội địa, phòng ngừa các vụ tai nạn giao thông đường thủy liên quan đến hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy tăng cường công tác tuần tra lưu động trên các tuyến sông Hồng, sông Chảy, hồ thủy điện Cốc Ly, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông như chở quá tải, quá số người quy định. Đặc biệt lưu ý các phương tiện đưa đón học sinh, chở khách du lịch, phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật. Sở Giao thông Vận tải xây dựng tăng cường thanh tra kiểm tra công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy, kiên quyết đình chỉ đối với các bến thủy nội địa hoạt động không có giấy phép, phương tiện thủy không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và điều kiện an toàn. Công an tỉnh ban hành kế hoạch về tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt và công nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, Công an cấp huyện nơi có đường sắt đi qua, tổ chức kiểm tra xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt. Kế hoạch triển khai sẽ chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và công nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, góp phần kiềm chế, giảm tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn có nguyên nhân trực tiếp từ vi phạm nồng độ cồn, ma túy. Thời gian tổ chức thực hiện kế hoạch từ ngày 1 tháng 3 năm 2023 đến ngày 14 tháng 12 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Lào Cai vừa tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho gần 800 học sinh sinh viên trường Cao đẳng Lào Cai. Học sinh sinh viên được tuyên truyền nội dung cơ bản của luật giao thông đường bộ. Các tình huống học sinh sinh viên thường vi phạm khi tham gia giao thông như điều khiển mô tô, xe máy, xe điện lạng lách đánh võng, chạy quá tốc độ quy định, không đội mũ bảo hiểm, nẹt pô, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Thông qua tuyên truyền nhằm tăng cường công tác phối hợp giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong học sinh sinh viên, đồng thời phát huy vai trò của học sinh sinh viên trong hoạt động tình nguyện, tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhân rộng và lan tỏa văn hóa giao thông tới bạn bè, người thân và cộng đồng. Những tháng đầu năm nay, trên một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ xuất hiện tình trạng các xe chạy quá tải quá khổ. Các lực lượng chức năng đang tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, kiểm soát tải trọng xe để chấn chỉnh hoạt động này. Tỉnh lộ 152 là tuyến đường huyết mạch dẫn vào khu công nghiệp lớn nhất của tỉnh, cũng là một trong những điểm nóng về tình trạng xe cơi nới và chở quá tải trọng. Thống kê của lực lượng chức năng, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải trọng lớn vận chuyển hàng hóa đoạn qua địa phận xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng. Ngoài việc dựng các điểm cố định kiểm tra tải trọng, lực lượng chức năng còn triển khai tuần tra lưu động để kịp thời phát hiện và xử lý các phương tiện vi phạm. Bây giờ là bọn em là chấp hành đúng các quy trình của nhà nước ban ra, là chạy đủ tải và không cơi nới thành xe. Mức xử phạt nên là cao rồi, bọn em là phải chấp hành. Từ sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, tình trạng xe quá khổ quá tải đã giảm rõ rệt. Nhận thức của lái xe về chấp hành các quy định về tải trọng cũng đã có nhiều thay đổi. Đi đủ tải ấy, thì là lái xe, nhưng mình là cương vị lái xe là rất là yên tâm. Thứ nhất là về an toàn kỹ thuật, thứ hai là không phải va chạm với các lực lượng như công an hay là bên thanh tra. Tuy nhiên, tại một số tuyến trên địa bàn tỉnh, tình trạng xe quá tải trọng, cơi nới kích thước thành thùng, xe chở vật liệu xây dựng không che chắn hoặc che chắn không cẩn thận vẫn diễn ra, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Thống kê từ đầu năm tới hết ngày 10 tháng 3, riêng tổ liên ngành đã kiểm tra phát hiện và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 31 trường hợp xe cơi nới thành thùng, quá khổ quá tải, với số tiền xử phạt trên 353 triệu đồng. Các xe này thường lưu thông vào ban đêm nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Thời gian tới thì tổ sẽ tiếp tục phát huy những cái thành quả mà đạt được và sẽ thay đổi địa bàn tuyến, di chuyển liên tục trong các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trong địa bàn tỉnh và thay đổi giờ giấc làm việc để cho nó đạt hiệu quả cao trong công việc. Thời gian tới, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, thành lập các tổ kiểm tra tải trọng lưu động. Khi phát hiện xe có dấu hiệu quá tải, sẽ yêu cầu dừng xe cân tải, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bản tin an toàn giao thông của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.